Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Phúc có dám ký bảo lãnh vay cho nhóm lợi ích sân bay Long Thành. Cơ hội để các nhóm lợi ích ăn tàn phá hại vốn ODA và những nguồn vốn vay khác sẽ lại mở ra không khác gì thời của bà X Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm lợi ích Bộ Giao thông Vận tải với người đại diện cho nó là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng là người thừa kế nhiệm vụ lịch sử của các đời Bộ trưởng Giao thông Vận tải trước đây là Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa để làm thế nào biến sân bay Long Thành có giá trong khi dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất. Giờ đây đang đẩy Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc vào tình thế hoặc đồng lõa với mưu toan đó với đối mặt với Quốc hội về gánh nợ công, hoặc bản thân Nguyễn Xuân Phúc sẽ không dám ký bảo lãnh cho dự án sân bay Long Thành vì sợ trách nhiệm và tiếng nguyền rủa của dư luận xã hội. Sân bay Long Thành tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng, tương đương với 16 tỷ đô la. Tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2019, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đọc tờ trình của Chính phủ, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào 24 tháng 10. Theo đó, Chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội thông qua nghị quyết giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đầu tư các hạng mục chính giai đoạn 1 gồm công trình trụ sở, cơ quan quản lý nhà nước, công trình thiết yếu của cảng hàng không với tổng mức đầu tư 4,8 tỷ USD, khoảng 111.000 tỷ đồng. Còn các công trình phục vụ quản lý bay được đề nghị giao cho Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp. Nhưng trong phần thẩm tra sau đó, quan chức Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đã nêu một nhận xét đáng chú ý là báo cáo của Chính phủ chưa có đánh giá tác động cụ thể đến nợ công nếu vay ODA mà mới tập trung vào phương án sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước để làm dự án 2,63 tỷ đô la. Theo luật quản lý nợ công, dự án này thuộc đối tượng được Chính phủ bảo lãnh. Nếu vậy thì khoản vay này sẽ được tính vào nợ công, ông Thanh nói, và đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về khả năng cấp bảo lãnh với khoản vay của ACV để có cơ sở đánh giá đầy đủ phương án huy động vốn với nợ công mới. Mặt khác, ACV là doanh nghiệp do nhà nước chi phối nên dù huy động vốn dưới hình thức nào thì nhà nước vẫn có trách nhiệm trong việc xử lý khi có rủi ro đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, ngay cả khi Chính phủ không cấp bảo lãnh đối với khoản vay này thì cũng cần có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động vay sử dụng vốn vay của ACV. Có thể ghi nhận đây là một tròn hiếm hoi lần cơ quan Quốc hội tỏ ra tâm tư với quốc nạn nợ công, còn trước đây cũng chính Quốc hội đã nhiều lần nhắm mắt gật với các dự án có tổng kinh phí hàng chục ngàn tỷ đồng do Chính phủ ấn vào. Vậy thực tế nợ công Việt Nam đang khốn quẫn đến mức độ nào? Tại kỳ họp Quốc hội lần này, một lần nữa Chính phủ của Thủ tướng Phúc lại báo cáo ra Quốc hội về tỷ lệ nợ công năm 2019 chỉ ở mức 56,1% GDP, thậm chí còn giảm so với mức 58,4% GDP của năm 2018, tức đang an toàn so với ngưỡng nguy hiểm 65% GDP. Nhưng theo phân tích của một số chuyên gia độc lập, nợ công của Chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lập thì tổng số nợ năm 2016 là 431 tỷ đô la Mỹ, bằng 210% GDP. Còn đến nay, và với đà vay mượn nước ngoài tăng tiến không ngừng nghỉ, nợ công chắc chắn đã tăng và nợ vay của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước cũng tăng chóng mặt. Cho tới nay vẫn chưa có con số thống kê chính thức nào về nợ vay nước ngoài phát sinh của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước trong khoảng thời gian 4 đến 5 năm qua. Vậy làm thế nào để ép
nợ công dưới 65% GDP. Chính phủ của Thủ tướng Phúc đã kiến tạo thủ pháp tính lại GDP để nâng trần nợ công. Theo luật về nợ công, tỷ lệ nợ công quốc gia được tính theo công thức nợ công trên GDP, mẫu số GDP càng lớn thì tỷ lệ nợ công càng nhỏ và do đó càng làm cho tình trạng vay nợ, vay trong nước và vay cả nước ngoài của chính phủ lẫn các doanh nghiệp an toàn hơn. Đồng thời có thêm lý do để chính phủ báo cáo và công bố về thành tích bảo đảm an toàn nợ công của mình. Thủ pháp kinh tế chính trị quá sức đơn giản là chỉ cần lấy bút làm vài phép tính cộng thêm 30% phần kinh tế phi chính thức vào GDP thì ngay lập tức tỷ lệ nợ công sẽ giảm đến 15%, tức chỉ còn khoảng 50% GDP, trở thành một con số còn bóng lộn hơn cả báo cáo nợ công chỉ có khoảng 55% GDP của thời Nguyễn Tân Dũng. Khi đó cơ hội để các nhóm lợi ích ăn tàn phá hại vốn ODA và các nguồn vốn vay khác sẽ lại mở ra, không khác gì thời của 3X Nguyễn Tân Dũng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ dồn lực làm các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2020 như tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông sân bay Long Thành, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thu phí tự động. Tờ Express dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 khóa 14 diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 10, chính phủ sẽ nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, trong đó tạo điều kiện để các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển theo hình thức hợp tác công tư. Truyền thông trong nước cho hay tại kỳ họp này, chính phủ đã có báo cáo riêng gửi Quốc hội về nghiên cứu khả thi dự án xây dựng sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 4,8 tỷ đô la. Các hạng mục giai đoạn 1 sẽ gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm và các hạng mục phụ trợ khác. Sáng 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của các bộ ngành đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về công tác triển khai dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo đầu năm 2021 phải khởi công dự án sân bay Long Thành. Trước đó 2 ngày, ngày 14 tháng 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13 xem xét thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Chính phủ đề xuất giao Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đầu tư nhiều hạng mục sân bay Long Thành, nhưng các đại biểu nói từ trước đến nay Quốc hội chưa bao giờ chỉ định thầu cho doanh nghiệp cụ thể. Sân bay Long Thành là một dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Việt Nam có trị giá đầu tư ước tính lên đến 8 tỷ đô la Mỹ nhằm mục đích thay thế cho sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải. Đây là dự án gặp nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng cảng hàng không Tân Sơn Nhất hiện có thay vì đầu tư vào sân bay Long Thành. Sân bay được dự kiến xây dựng trong 3 giai đoạn kéo dài 30 năm. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Đầu tư sân bay Long Thành lo ngại vỡ nợ và tiến độ phình nợ công của chính phủ. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc đối tượng được bảo lãnh của chính phủ, nếu áp dụng hình thức này thì khoản vay sẽ được tính vào nợ công. Mặt khác, ACV là doanh nghiệp do nhà nước chi phối nên dù huy động vốn dưới mọi hình thức nào thì nhà nước vẫn có trách nhiệm. Chiều 24 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày trước Quốc hội và báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, quy mô đầu tư giai đoạn 1 của dự án là đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách trên một năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm và các mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư theo phương án kiến nghị là 111,689 tỷ đồng, tương đương với 4.777 tỷ đô la. Thời gian thực hiện của dự án là từ năm 2020 đến năm 2025.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, mục tiêu của dự án là xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F là cảng hàng không quốc tế cửa ngõ lớn và quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án. Đáng chú ý trong báo cáo này là đề xuất giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV trực tiếp đầu tư các công trình trụ sở của cơ quan quản lý nhà nước. Các công trình thiết yếu của Cảng Hàng không giao Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM trực tiếp đầu tư các công trình phục vụ quản lý bay. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, để xác định hình thức đầu tư phù hợp cho mỗi loại công trình tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam và thông lệ quốc tế, các công trình được phân thành 4 nhóm hạng mục chính và được đề xuất hình thức đầu tư huy động vốn như sau. Do đây là dự án xây dựng cảng hàng không mới nên theo quy định của luật đấu thầu phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, do đó việc giao ACV đầu tư khai thác cảng cần phải được Quốc hội thông qua. Trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư sẽ mất thêm thời gian khoảng 1,5 đến 2 năm. Ngoài ACV, khó có đơn vị nào có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng an ninh và lợi ích quốc gia đối với một cảng hàng không quốc tế cửa ngõ quan trọng quốc gia như cảng hàng không quốc tế Long Thành, ông Thể nói. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đề xuất Quốc hội chấp thuận chủ trương bổ sung hai tuyến đường bộ dài 3,8 và 3,5 km vào dự án để đầu tư theo quy mô phân kỳ đầu tư. Do hai tuyến đường bộ này trực tiếp phục vụ khai thác sân bay Long Thành, đồng thời tuyến số 1 sẽ là đường công vụ chính để thi công dự án nên rất cần bố trí vốn kịp thời để triển khai. Trường hợp sử dụng vốn đầu tư công thì sẽ chậm thêm 1,5 năm nữa. Do vậy, chính phủ trình Quốc hội xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung hai tuyến này vào dự án giao ACV trực tiếp đầu tư. Trình bày báo cáo thẩm tra vấn đề này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, nghị quyết 94 của Quốc hội cho phép dự án được sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau. Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu khả năng khả thi chưa có đánh giá tác động cụ thể của từng loại nguồn vốn mà mới tập trung vào phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước. VATM và doanh nghiệp do nhà nước chi phối ACV thực hiện. Trong tổng số 4.191 tỷ đô la vốn của ACV đầu tư vào dự án, dự kiến ACV phải đi vay khoảng 2.628 tỷ đô la. Ông Thanh phân tích, theo quy định tại Điều 41 của Luật Quản lý Nợ Công thì dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc đối tượng được bảo lãnh chính phủ. Nếu được chính phủ bảo lãnh thì khoản vay này sẽ được tính vào nợ công. Mặt khác, ACV là doanh nghiệp do nhà nước chi phối nên dù huy động vốn dưới mọi hình thức nào thì nhà nước vẫn có trách nhiệm trong việc xử lý khi rủi ro đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, kể cả việc chính phủ không cấp bảo lãnh đối với khoản vay này thì cũng cần có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động vay, sử dụng vốn vay của ACV. Ông Thanh cũng lưu ý cần cân nhắc về khả năng huy động vốn của ACV vì phải đồng thời thực hiện đầu tư mở rộng cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng như cảng hàng không khác trên cả nước. Bên cạnh đó, ông Thanh cũng bày tỏ băn khoăn về tiến độ hoàn thành đúng thời hạn của dự án. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, tiếp tục phải lập phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án, sau đó mới khởi công, thời gian cần thiết để hoàn thành còn khá dài. Mặt khác, tính đến tháng 8/2019, việc giải ngân mới đạt được 1,07%, khoảng 123 tỷ đồng. Mức vốn được giao dự kiến đến hết năm 2019 chỉ đạt 15,75%. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng tiến độ thu hồi đất khó bảo đảm. Nếu điều này xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giai đoạn 1 của dự án, ông Thanh nói. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào
hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.